Thưa quý vị, Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nhan Thành Trung, 42 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng Đại An và Tăng Văn Vũ, 43 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trung và cán bộ quỹ tín dụng đã lấy thông tin khách hàng tự lập hồ sơ và chữ ký khách để lừa đảo chiếm đoạt của quỹ tín dụng hơn 10 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu từ ngày 9 tháng 8 năm 2017 đến 7 tháng 9 năm 2017, Trung giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng Đại An. Lợi dụng chức vụ được giao, Trung nhờ cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản. Sau đó Trung giả chữ ký của khách hàng ký hồ sơ dài, qua đó Trung chiếm đoạt của quỹ tín dụng hơn 873 triệu đồng. Từ năm 2015 đến năm 2017, Vũ cũng có hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tín dụng. Sau đó, Vũ lập 46 hợp đồng tín dụng, lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng để chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng.